Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một buổi sáng thứ bảy tốt lành. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết ngày hôm nay 26 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, thêm một lần nữa, rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông lại giúp cho miền Bắc và Bắc miền Trung tránh được cái nắng nóng. Ngày hôm nay đây chính là yếu tố chi phối tới thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và ba tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trời sẽ có mưa rải rác. Từ đêm qua thì mưa đã xuất hiện ở phía Đông Bắc Bộ và sang ngày hôm nay thì mưa đã lan sang cả Tây Bắc Bộ và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy mưa chỉ là ở diện rải rác nhưng đã giúp cho nhiệt độ các khu vực này giảm đi từ 2 cho đến 3 độ và nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này chỉ còn phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Tuy nhiên sau một thời gian dài có mưa, nắng hừng được 3 ngày thì vẫn chưa thể khiến cho nền đất tại vùng núi cao và trung du vốn đang rất yếu và ngậm nước có thể vững vàng trở lại. Chính vì vậy, những cơn mưa trong hôm nay và một vài ngày tới có thể khiến cho những vùng xung yếu tiếp tục xảy ra sạt lở. Người dân cũng cần phải hết sức đề phòng với nguy cơ này. Chúng ta cùng đến với các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Phú Yên. Thưa quý vị, mặc dù tại đây thì mưa không nhiều nhưng mà do trời nhiều mây hơn nên là nhiệt độ tại đây cũng giảm nhẹ so với ngày hôm qua và phổ biến ở trong khoảng là từ 33 cho đến mức là 35 độ. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận thì nhiệt độ tiếp tục sẽ duy trì ổn định với mức nhiệt ôn hòa chỉ ở trong khoảng là 32 cho đến 33 độ. Như vậy là ngày hôm nay có thể coi là khá lý tưởng cho việc đánh bắt gần bờ của bà con ngư dân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các hoạt động du lịch tại các bãi biển miền Trung, thời tiết cũng rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời hay là ra vào thăm đảo. Các hoạt động cuối tuần của người dân tại hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được thời tiết khá ủng hộ. Từ sáng cho đến trưa chiều thì ngày có nắng nhưng mà lại không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên dao động ở mức là từ 29 cho đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ mức nhiệt là từ 30 cho đến 33 độ. Từ khoảng 16 giờ chiều cho đến đêm nay thì gió Tây Nam cũng có thể vẫn còn khiến cho mưa dông xuất hiện. Tuy nhiên những yếu tố thời tiết nguy hiểm như là gió giật mạnh hay là lốc xoáy thì không có điều kiện diễn ra. Với kiểu thời tiết này thì các hoạt động du lịch ngoài trời tại Tây Nguyên và Nam Bộ hoàn toàn có thể triển khai trước 4 giờ chiều nay. Đặc biệt đang mùa cây trái nở rộ tại mảnh đất phương Nam, quý vị có thể tham quan và thưởng thức trái cây tại các miệt vườn mà không cần quá lo về thời tiết. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho Biển Đông. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì khu vực Bắc Biển Đông, gió sẽ chuyển dần sang hướng Đông Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4, sóng biển êm. Tuy nhiên mưa rào và dông vẫn xảy ra rải rác, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Quần đảo Hoàng Sa thì có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ trong khoảng là từ 27 cho đến 32 độ. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông thì có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,5 mét. Mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền, nhất là các tàu thuyền đánh cá. Quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông rải rác và tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn là từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh ở mức là cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ trong khoảng là từ 26 cho đến 32 độ. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay tại Bắc Bộ thì nhiệt độ sẽ giảm, nắng nóng chấm dứt trên toàn vùng. Các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng sẽ được hưởng những ngày cuối tuần mát mẻ. Trời nhiều mây hơn và có mưa nên là nhiệt độ các nơi cũng đều giảm xuống dưới ngưỡng nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa chỉ còn xảy ra chủ yếu vào chiều tối và đêm. Bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi đến đây là hết. Chúc quý vị sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật thư giãn và thoải mái. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.